Để xây dựng những cái shopbox bự như thế này thì gắn thế nào sẽ tạo ra màu, chẳng lẽ các bạn lại mua một miếng gel rất là bự bằng cái shopbox này gắn thì rất là tốn tiền. Cách sử dụng ánh sáng màu bằng gel màu, thì để sử dụng ánh sáng màu các bạn có thể mua bộ banh đo gắn lên chó như thế này và sử dụng được thôi. Xanh đỏ tím vàng là tùy các bạn muốn gắn thế nào, nhưng mà với cái chó này thì nó sẽ cho ra ánh sáng rất là gắt, nó chỉ phù hợp với đính ven hoặc những cái ánh sáng gì đặc biệt. Các bạn muốn dùng những cái ánh sáng mềm, chẳng lẽ các bạn lại mua một miếng gel rất là bự bằng cái shopbox này gắn thì rất là tốn tiền. Bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn một cách nha. Rồi, mình đang gắn cái shopbox hình chữ nhật này 60-90. Bây giờ mình sẽ lột cái lớp tạng này ra nè, và mình sẽ dán miếng gel màu xanh này vào trong này, dán lại đó, đã tạo ra một ánh sáng màu xanh rồi, rất là dễ dàng. Sau khi gắn xong thì các bạn thấy là ánh sáng này đã phát ra màu xanh rồi, mà nó mềm mại hơn, nó không có bị gắt như là khi mình dùng cái chó để mình gắn. Và bây giờ mình sẽ test một cái đèn khác với dùng cái dù nha. Như đèn này các bạn thấy mình đã gắn một cái gel màu đỏ phía trước đèn này, căn bản mình đang dùng cái dù xuyên. Rồi bây giờ mình bật đèn cho bạn xem nha. Đó, khi gắn gel màu đỏ các bạn thì nó sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ rất là dễ dàng. Sau khi mình đã gắn hai cái gel vào hai cái đèn một cách rất đơn giản như vậy thì nó tạo ra một ánh sáng để các bạn có thể quay phim, live stream, làm các nội dung rất là dễ dàng và đơn giản. Nó không chỉ phù hợp với chân dung con người mà nó còn phù hợp với sản phẩm. Và bây giờ mình sẽ minh họa một cái sản phẩm nhẹ nhẹ bạn ngó nữa nha.